Bà Út mới đi qua trường mà bà Út không nhận ra trường. Bà Út ơi, bà Út ơi, bà Út, con nè. Bà Út nhận không, không có nhận ra trường cả nhà. Bà đi đâu hả? Đi vô trời tìm thuốc. Đi tìm thuốc hả? Ừ. À vậy hả? Con... đi xa không? Con chở. Hả? Bà đi xa không? Không. Ở đây luôn hả? Ở kế đi. À vậy con hả? Con là ai? Con trường. Con trường ở Mỹ Tho. Ủa vậy hả? Dạ. Dữ. Dữ. Con tính vô thăm bà nè. Ờ vô con ơi. Dạ. Ta mừng. Dạ. Bà ơi ta hổm được muốn chết mẹ ơi. Sao vậy? Nó lên máu con. Ờ thuốc của con mà hôm đó con cho bà đó. Dạ. Thầy uống đỡ quá mệt. Nó trên thuốc. Gì hả? À phải gặp con cho bà. Mẹ ta nhờ thuốc đó uống ngủ được. Dạ. Khỏe. Dạ. Con gạn nó cũng chồng con vô chơi chút con. Dạ. Thôi vậy bà đi chích thuốc đi. Rồi con nay con xuống con đưa sữa rồi bánh kẹo xuống cho bà. Cho chị Phượng. Con ơi mua dạ. Sữa gì con mua thuốc cho bà uống. Thuốc hả bà uống sữa cho khỏe chứ thuốc thang gì. Ai ăn gạn ra đó. Dạ. Không phải. Trời uống nào ơi. Chị để con chạy vô nha. Bà chích đi. Nha. Ở giờ bà về. Về hả? Ừ. Rồi vậy thôi về luôn. Đi. Ê, dạ thưa quý vị giả thì bà Út đã về tới nhà rồi. Trường cũng vô tới nhà rồi ha. Trước mặt trường là bà Út với lại cô Hai. Hai dạng. Hai dạng. Dạ. Bà Út là nãy con giới thiệu là ngoài 90 là chín mấy bà Út ha? À? 96. 96 à. Còn cô Hai là nay nhiêu tuổi ra? 73 tuổi. À hai mẹ con ha. Đây còn đây là nhỏ đó năm mấy tuổi thì mình cầm đây con của cô Hai. À, chị Phượng phải không? À. Chị Phượng là năm nay năm mấy cô Hai? Tuổi mùi cô dê đó. Dạ. Ngồi đi chị. Bắt cái ghế ngồi đó. Sao mà cái bãi tóc kia cũng nhổ hết trơn ha. Ta nói cạo rồi nhổ rồi. Nha. Kiểu như ngồi quen tay vậy đó ha. Nhổ tối ngày. Mình coi nó làm một đường như cái giường gậy xe lửa vậy. Nha, kỳ cục cái ghế. Yeah. Hồi nãy là bà Út đi chích thuốc là thuốc gì á bà Út? Nhất chích hai giò. Ê mẹ con ơi. Dạ. Nhất hai giò. Nhất giò mày hả? Coi giò mình mấy sao nè, giờ nó nhất. Gì à? Nó mệt rồi lên máu vậy không? Dạ. Lớn tuổi rồi. Dạ. Lớn tuổi rồi. Nhờ chị em cô bác ở ngoài nước ngoài đó. Nhờ cho tiền xài lần chứ thôi chắc chết đó Cường ơi. Cho dạ. Tiền. Chắc trắng luôn. Không nhờ con ngoài người ta cho. Rồi à. Lấy rồi công chuyện rồi bà nói con nghe thương. Dạ. Mày nói vụ lừa tao bị rồi. Dạ. Trời ơi có mấy trăm ngàn. Hôm đó nói rồi nói nữa. Để rồi thôi kệ đi. Bỏ đi vô chui. Cái đất của mình chui đi. Dạ coi như rồi, ấy đi bà ơi. Ừ đừng kệ đi. Đồ nữa. Bữa nay con xuống mang cái thùng quà của chị Mai ở bên nước Úc á. Chị Mai mà hồi hôm có cho mình mấy triệu đó, 4 triệu hay gì đó. Ừ. Dạ. Thì bữa nay chị gửi quà ở bên bên kia về thì biết bà đau nhất vậy đó. Ừ. Thì gửi cho bà dầu gió xanh nè, rồi dầu nóng để mà thoa bóp nè. Rồi miếng dán nè, ví dụ bà đau nhất ở đâu rồi bà bóc ra bà dán. À rồi sữa sùng rồi bánh kẹo đồ này kia ha. Mà, cô... Mang ơn bánh rồi cô Hai mở cái thùng quà ra kiểm tra lại giùm con cái ha. Rồi. Rồi con đọc tới đâu thì cô Hai lấy ra giùm con tới đó ha. Dạ. Rồi cô Hai lấy ra cho con chậu nước xanh. Khoan từ từ để chờ con xíu nha. Rồi 4 chai dầu gió xanh. Để nguyên hộp hay lấy ra? Lấy ra đi. Dạ. 4 chai. 1 2 3 4. Rồi. Rồi dì bỏ cái hộp kia vô lại cho con cái. Rồi 4 chai ha. Ừ. Rồi 5 hộp sữa Ensure. Hộp sữa dưới á, sữa dưới. Hộp sữa nha. Rồi. 5 sữa. Dạ, 5 hộp sữa. Vậy hết sức không? 1 2 4
rồi, 5 hộp sữa ha. Đủ rồi ha. Dạ. Đó. 6 hộp rồi, dì lấy lại một hộp giùm con. Bớt dạ. Lại, bớt lại một hộp đi. Bớt hả? Dạ. Rồi. Bị dì hai không biết nha. Rồi, không có gì đâu cô hai. Đó, mình hay quên gọi gì hai cô hai gì hay lộn, quý vị khán giả thông cảm ha. Tại vì ở ngoài mình thì mình hay gọi cô, còn ở trong này người ta kêu gì á, mình hay lộn qua lộn lại, quý vị khán giả thông cảm. Rồi cô hai lấy cho con 10 miếng dán Eco Ship, dạ 10 miếng đó, dạ. 1 2 3 4 5. Dạ. 6 7 8 9 10. Dạ rồi, 10 miếng ha. Rồi, 1 ký trà bông thịt heo. À, trà bông đó của hai đó. Dạ đúng rồi. Rồi, 1 ký bông thịt heo rồi. Rồi, toàn bộ bánh ngọt gì hai lấy ra giùm con. Cái này nữa ha. Dạ. Chồng lên luôn nha con. Dạ. Lấy nữa không? Dạ lấy đi. Lấy hết đi, lấy hết bánh ngọt ra luôn đi. Lấy hết ra ha. Dạ. Đó, đây. Đó, rồi. Rồi, hết chưa? Hết rồi, còn rồi. Cái hộp gì vậy nè? Ồ, cái để con coi trong này sao mà không có thấy nhắc cái vụ thuốc xoa bóp đó ta. Rồi thôi, cô hai lấy ra một hộp đi, một hộp đó luôn đi. Dạ. Rồi, để trong này hộp. Dạ, dạ, rồi. Rồi đây là toàn bộ quà của chị Mai ở bên nước Úc gửi cho các bà các chị ha. Dạ được rồi, để đó đi xíu rồi con xếp. À, thì sữa đó thì cứ pha uống thoải mái đi ha cô hai ha. Dạ, những ngày mang ơn dạ. Mấy cô và anh Di mấy phần cho quà dì hai đó dạ. Rất là mang ơn lắm dạ. Dì hai mừng đó dạ. Rồi cái gì cũng vậy, nhờ chị em cô bác giúp đỡ dạ. Còn đây là tiền của chị Mỹ Nhiên ở bên Đài Loan á, 1 triệu đồng con gửi cho bà cho cô ha, người 500 đi dạ. Rồi mang ơn rồi. Con gửi cho hai bà đó ha. Nghiệp mừng quá tiền mừng hết sức đi đó, ở già rồi vậy đó, bởi vì lo vì hai đi chợ mua này kia nọ đồ ba ăn chứ ba đi đâu có được vì hai đi không á. Đó mang ơn chị em gì ở bển cho cường thay thế nói dùm dì hai nha. Dạ. Chị mừng lắm. Đó, con cũng như mà làm mai vậy đó. Bên đây rồi bên kia thấy trường nghiệp làm mai, làm mai làm mối vậy đó. Nghiệp quá. Rồi hồi nãy chưa có chích được thì xíu có đi chích không bà Úc? Có đi chích rồi. Bà có đi vô chích tắm thơ chích không? À, có chích thuốc không? Có thì nó có. Không có không có nha, tôi nghe nó chích rồi nó cho nữa con ơi. Dạ. Chứ không có tiền trả nó giờ cho tao thiếu từ xì vẫn thôi để nó đi. Dạ. Rồi, chừng nào có tiền có bà trả không biết, chừng nào có. Dạ con ơi. Cô hai đưa cho bà 500 đi cô hai. Rồi chút nữa con. Dạ cô đưa cho bà đi, cô đưa cho bà đi, tại vì dạ, cầm để đi tại vì cầm đi 500 nha bà, 500 dạ. Cầm đi. Mong dạ. Thôi nhờ ơn mà vậy mới mừng con ơi. Cô quay vậy chứ gì cho bà. Vậy có sức đi. Dạ bà Út nói đi bà Út. Dạ bà nói mang ơn. Mang ơn với mấy cô. Ơn mấy cô ơi. Tôi giờ tôi yếu sức lắm. Một là điếc, hai là không thấy đường. Dạ vậy để con nói lớn lên. Dạ bự lên. Mười mấy tuổi rồi. Nó bự lên cho người ta quay phim. Không được rồi, có hai để con nói chuyện với bà Út mà con nói lớn để cho bà Út nghe chứ không phải là bà Út nói nhỏ. Rồi bà Út cứ nói đi bà Út. Tôi nói cảm ơn mấy cô hết. Dạ rồi con biết rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ tôi giờ kém sức như lắm. 90 mấy tuổi đầu, một là không có thấy đường. Dạ. Hai là đi á thì té. Mà điếc nữa. Dạ. Yeah. Khổ đủ thứ. Dạ. Yeah. Mấy nay trời mưa đó, bà đi á, bà đi ra chích thuốc á, bà đi cẩn thận nha, đường nó trơn lắm á. Dòng đó hổm té rồi. À trời vậy hả? Té mặt mày bầm hết trơn con. Con nhỏ này nó vẫn vô. Dạ. Yeah. Chứ con thấy cái đường đi vô trơn quá. Đừng nói đi sát mé ha, biểu má dạ. Đi sát mé để em thôi để chợt á, đi ngày đan á, dạ. Nó chợt, rồi không ai thấy trơn á, con cháu. Rồi bà đi chích thuốc vậy rồi thiếu người ta cũng cho hả?
Bà thiếu nhiêu rồi? Thiếu nhiêu rồi? Thiếu cũng như 300 mấy. 300 mấy hả? Dạ. Vì nó chết, nó chết rồi uống một lần vậy đây là 70. Dạ. Đó mà nay tính ra cũng 300 mấy rồi. Rồi giờ tiền đâu có đi ngồi, nó mới nói ta ơi, bây giờ ta không làm sao trả mày. Nói chừng nào bà có tiền khá bà trả giờ chú chích. Giờ không lẽ bà đau mà như vậy mà chú bỏ bà chết ha. Chừng nào ai có cho tiền bà đem vô trả. Rồi mấy ngày thì bà đi chích lần? 2 bữa. Chứ không thôi quá con, đói ngủ không có được. Có khi vô nước biển nữa con, vô nước biển. Nó vô nước biển 300 mà nữa nó cũng cho luôn, nó cũng để cho thiếu luôn. Vậy đó. Vậy là giờ tổng cộng là bà thiếu 300 mấy rồi ha. Dạ. Rồi hồi sáng là ai cho tiền, nãy bà nói là ai cho tiền bà đi chết vậy? Con nhỏ ngoài nó mới cho 50 con nè. Vậy hả? Bà móc rồi. Nè. Dạ. Đó. Rồi bà cất cẩn thận nha. Mừng quá con ơi. Dạ. Đây là gà kiếm tay nè. Dạ. Kỹ lắm. Sợ gối ghê. Mình té gớt mất. Dạ. Ủa mà bà mắt bà nhìn không có rõ hả? Hồi nãy ngoài đường bà thấy, đâu có thấy con đâu phải không? Dạ. Trời ơi bà bọc 2-3 lớp ha. Dạ. Cho 50. Dạ. Rồi thằng bán kem hả gì thấy vậy, nó cho bà 50 nữa. Bà cho nó còn được 100. Dạ. 10 ngàn, 110 ngàn. 110. Trời ơi, gói vô gớt, để gớt. Đó. Dạ. Vậy đó con. Được 120. Dạ. 120. Nói đàng hoàng, nói thiệt tình nha con. Nói thiệt con bây dạ, giờ dạ. Thiếu nào tiền thuốc nhiều không? Thôi kể cơ 400-500 thôi mà giờ. Chừng nào có tiền thấy nói dùm gì 2 ngàn. Mang dạ. ơn cái này dữ lắm. Dạ, thôi dạ. Ơi, mang ơn dữ lắm. Rồi cô Hai cứ nói ở trên này rồi cô Mai ở bên nước Úc các cô thấy. Dạ. Bây giờ đó. Cô Mai ơi, bây giờ dì Hai mang ơn lắm, 2 gạn mang ơn. Mang ơn hết mấy cô ơi. Rồi, cái nhờ thôi, cho mấy quà. Cô cũng thương nhiệt tình tôi vì không thấy. Dạ. Mấy cô cũng thương tôi nghe. Cho quà dì Hai đó, dì Hai rất mang. Cái thuốc mà con đưa cho bà Út á, thuốc đó là thuốc cảm nha bà. Khi nào mà bà nhức mỏi trong mình thì bà uống. Chứ cái đó không phải là khi nào mà bà mỏi người hay gì, bà bị khớp bà uống là không được. Cái viên mỗi lần Cường đưa cho đó hả? Dạ. Cái đó là thuốc. Còn, cái hộp trong còn một viên không dám uống để dành. Bà lấy cái hộp ra con coi lại cái hộp cái. Cái hộp bà để đâu? Đây nè, trong đây nè. Cái vô trong mấy. Tại vì ở nhà cũng còn mấy hộp vậy đó để. Cái thuốc đó là dạng uống thuốc cảm chứ không phải là bà đau khớp bà uống nha. Sao cười chị Phượng? Hả? Dạ. Đây là người con người con dạ. Con gái của dạ. Cô Hai nè, năm nay 50 mấy tuổi rồi, cái diễn giả ha. Dạ dạ đây rồi bố ơi. Có rồi nè. Đó, thuốc con đưa đó. À. Thấy không? Đúng nghe. Rồi được rồi. Đây là viên thuốc mà không dám uống con. Trời ơi. Còn viên. Đây nè, đây. Dạ đây dạ, này, dạ, dạ. Mà không dám uống. 2 viên, dạ. 1 viên đúng rồi. Trời ơi cái này ở trên nhà con còn nhiều, để dạ. Bữa nào con lấy cho nha. Nhưng mà cái này là bà đừng có khi nào mà dạng giống như mình bị cảm vậy đó hẳn uống, chứ bà bị khớp là không phải cái này đâu nha. Cảm cái này sốt là dạng cảm sốt thôi nha. Đó hả? Dạ. Ơi, bà uống 1 viên rồi cách nhau 4 tiếng uống thêm viên nữa chứ không có uống liên tục nha. Còn viên đó bà để dành đó. Trời ơi thuốc bà cũng để dành nữa. Khổ quá. Dạ. Mới gặp con mừng lắm. Dạ. Có ngày mấy cô mấy gì ở bển nhờ chị Hai gạn rất dạ. Là đội ơn mang ơn nhiều lắm. Ôi dạ. Nhờ cho vậy đó, cầm chừng. Ôi giờ dạ, cảm ơn mấy cô ơi. Có mua cá dạ. Mua mắm cho mẹ ăn chứ dạ. Không có gì cũng ra vậy đó. Chầu chúc cho mấy cô chúc đi. Ở nhà cho mấy lần hết là con cháu. Dạ rồi được rồi, không sao đâu. Con có cái xe mà không sao. Rồi thôi để con cũng tranh thủ con chạy về, tại vì nay con đi làm buổi chiều á. Dạ thì sẵn rồi con chạy trao quà chứ để lâu quá rồi con sợ ba cái bánh này nó bị hết
hết hạn cô hai. Nè, cái ba cái này là cô tranh thủ cô ăn đi nha. Cô đưa một cái cho chị Phượng. Chị ăn thử coi ngon. Chị Phượng ơi. Chị Phượng. Mở ăn nha. Ăn đi, mở ra ăn luôn. Ăn luôn. ăn luôn đi. Tại vì ngày nay là ngày 2 phải không? Ngày 1 hay ngày 2 gì đó. Ngày 2 Tây rồi, 3 4 5 còn 3 4 ngày nữa là hết hạn rồi. Đừng có để dành nha. Dạ. Dạ, để uống nước anh luôn đi. Có mấy cái này mừng quá. Dạ, cái đó là dầu gió đó là ở nước ngoài ta gửi tốt lắm á. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Dạ. Và còn cái dầu nóng đó ha, khi nào mà đau nhất là nặng ra một chút rồi trà ha. Dạ. Trà bông đó thì để ăn cơm nha. Dạ. Dạ. Rồi thôi, một lần nữa từng cảm ơn chị Mai rất là nhiều đã có các cái phần quà cho Dũng Sĩ Bà Ba rồi cho các hoàn cảnh khác nữa ha. Đây là một trong những hoàn cảnh mà chị Mai ở bên nước Úc đã giúp đỡ cũng rất là nhiều, gắn bó cũng đã rất là lâu rồi. Và thực sự thì cái hoàn cảnh này á, khó khăn ở chỗ là cả ba người ở trong gia đình hiện giờ là không có làm gì ra tiền á, quý vị khán giả. Ba bà thì như quý vị khán giả thấy rồi, ở trước mặt trường thì bà Úc á, thì đi lại cũng rất là khó khăn, chứ đừng nói tới việc làm. Còn cô hai thì lại có người con bị bệnh tâm thần vậy đó, thì không có đi làm gì được. Hồi trước á, cô hai đi hái rau cần cua, rồi đi mò cua bắt ốc đồ này kia bán. Nhưng mà bây giờ thì càng ngày á, các cái vườn sầu riêng người ta rào chắn rồi mình vô cũng khó khăn. Thứ hai nữa là bây giờ người ta xịt thuốc nhiều, đâm ra là cái việc mà hái rau cần cua vườn để mà bán giống như trước đây cũng rất là khó, hiếm, không còn nhiều như trước nữa quý vị khán giả. Cho nên là cái mưu sinh kế của cô hai, gia đình cô hai ba người cũng hầu như là không còn cái gì ngoài những cái phần quà từ thiện của các mạnh thường quân, cũng như là tìm trợ cấp rất là ít ỏi của bà cũng như là của chị Phượng ha. Rồi thôi, chắc Trường xin kết thúc video này ở đây. Xin tạm biệt quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở tập tiếp theo ha. Nói sao bảo? Cảm ơn mấy cô. Mấy cô ơi, bây giờ tôi giờ già rồi cũng có thấy mờ mịt lắm. Mà nhờ mấy cô ở ngoài giúp đỡ và tất cả hết. Rồi nhờ chú Cường, chú đại diện lên. Nói tới đâu rồi buồn, ngồi tuổi ra nước mắt. Từng tuổi này, một là điếc, hai là đuôi, không thấy đường. Ở biểu giờ đi mộ con mất tiền bà cái đâu con dán hả cô? Dạ, cái đó là đau nhất ở đâu thì cô hai dán ở đó nha. Ôi giời, cảm ơn mấy cô Cường ơi. Dạ. Nữa sao có chết cùng rồi nhờ con nghe con. Thôi bà còn khỏe mà lo cái gì không biết à. Hen. Bà ráng, bà nay có sữa có sùng rồi đó, bà ráng bà uống đi nha. Cái hộp sữa đó nha bà Út. Bà mót bà uống. Cảm ơn lắm con ơi. Dạ. Đóng cục á. Thôi được rồi, bà đừng cảm ơn nữa. Bà lo ăn uống đi, rồi khi nào mệt thì đi chích thuốc ha. Thì người ta thương người ta cũng đâu có lấy tiền đâu, phải không? Không. Thì bà. Chưa trả tiền. Chưa trả tiền. Tiền đâu trả. Dạ. Cái này chứ chịu để ghét nữa. Nhờ con giúp đỡ. Dạ con. Cũng như thiếu 400-500 gì à. Dạ. Không có nhiều. Dạ. Bị dài ba bữa rồi bệnh quá rồi gán đi. Dạ. Đó. Rồi nó thậm chí mà nó vô nước biển. Nó đây ơi. Bà vô nước biển tiền đâu. Nó đây. Ô, nữa người ta cho, bà cho là ở bà trả tôi chứ gì. Tôi nói trời ơi, biết chừng nào cho không đủ đạn. Rồi cũng còn thiếu. Như dì hai nói á. Dạ. Thằng đó ở trong này chút mà. Dì hai mượn tiền người này kia đó, mua cá, mua mắm ăn. Đóng quát hết thải cũng như 300 rồi. Rồi dì hai, mượn ngoài vợ thằng Thảo bởi này nè. Chị em cô bác mà vô, cho bà mừng dữ lắm con rồi, ơi. Mà bà nhờ, quá, nhờ ơi. Con ở ngoài con đại diện. Dạ. À, mà con này đó cũng để cái đức lợi chứ còn thiệt đa số hệ mà giờ bà nhờ mấy cô ở ngoài mà giúp đỡ cho người chết ngắt rồi. Dạ. Chết lâu rồi. Thì
cúp đi, người ta chết rồi, chưa có điện. Người bệnh hoạn. Bây giờ nó nói dạ. 1 giờ, mà bây giờ 1 giờ rồi. Thôi ơi. Thôi mà vụ nó cắt ly họ chết thôi ly gì. Bà nói sao mà bà. Rồi đi cái vô, nói trời ơi giờ tao đau quá. Nói này kêu cô hai chạy vô, chứ tôi bà đừng đi. Dạ. Nó nói cắt ly cắt gì được. Rồi cô chữa nghĩ... nè bà uống thoải mái, uống mô, cái gì bà... uống. Rồi bà vét gột, gẹt, gột, gẹt. Nè chữa. Trời ơi hôm đó không chờ. Bà... 2 đêm dạ yeah. Dám uống uống vô khỏe quá dạ yeah. Rồi mình chỉ nghĩ uống hết tiền đâu mà muốn chiều bà ăn cơm không được đó cái yeah. Chót ruột tối bà quậy vậy bà uống bà nó khỏe yeah. Ngủ nghe không được con nghiệp hết sức đi bữa nay nhiều rồi ta nay ra ngủ trái tim nó đập vậy nè rồi nó mệt dạ chưa mấy hổm con thấy bà cà mấy ai khẩu không ngờ mà ngồi mà cái này thúc lên mà tao ngồi suốt 3 đêm vậy nè mà thở ra bà quay khó thở hả bà nó mệt cái gồ dạ. Thằng đó nó mới vô dạ nó nè thôi giờ để vô nước biển bà chứ còn chích thuốc không dám chích dạ. Chích vô bà chết tôi mừng hại tội nghiệp dạ nên còn đó. Thiệt viên thuốc không dám uống trời đo ơi. Máu miễn dạ. Vô được mới vô sợ không vô được thôi đồng nghiệp hết sức yeah. Mang ơn mấy cô dữ lắm mà nhờ mấy gì thiệt. Ở ngoài dữ lắm cái này đó cũng wow. Nhờ mấy cô để cái đức lại cho con cháu sau này giúp đỡ những mấy bà già cụ vậy nè thì đổi ơn biết bao nhiêu dạ yeah. Thôi được rồi bà đừng cảm ơn nữa giờ cái lo ăn uống đi nha ôm gái gì nó quá trời yeah. Anh Cường cho con được 500 qua mừng hết sức cho gì 200 nào ngay